hồi gỗ đá nè. Tưởng nó em gô rồi nó không kêu nữa, ai nhà đâu có bay lén bay từ xa nó bay vô đá trời. Nè có đá rồi. Kiếm chuyện qua hết câu à. À. Tưởng em gô rồi nó không đá nữa, nhà đâu tốt rồi đó mới bay qua đá. Rồi qua đi luôn rồi. À nó cũng bay lại đá nữa à. Nè. Con đâu nãy già chứ con. Con xanh thì nó mới lớn. Ban thay lông. Cậu vô nó cắn kìa. Rồi rồi nó cắn kìa. Đá còn hơn đồ đỏ nữa. Cho đá tới luôn. Nó đá kìa. Này nó sâu xanh này nó không có quéo giò như đồ đó ha. Rồi rồi nó quéo giò rồi. Chụp giò nó. Rồi rổ đá kìa. Rổ đá tới luôn. Rồi, ai quéo giò dính luôn rồi. Dính cái ngắt giò rồi mua rồi. Rồi nó cắn mới đó mà đầu máu không rồi bay luôn rồi. Qua qua nữa nào. Nè qua qua nữa rồi thấy không. Cắn con ngoài đầu máu không rồi kìa. Ủa cắn nữa kìa. Rồi quéo giò dính cái ngắt rồi kìa. Ờ nó quéo dính cái ngắt luôn rồi nè. Nó quéo kìa. Rồi bắt luôn rồi, bắt thử rồi dính luôn nha. Đi lại cho nó buồn quá. Rồi nó quéo nè. Quéo giòn cái ngắt luôn rồi, rồi buồn rồi. Cho đá rồi tới luôn. Đám đấu với con mồi 3 ngày liên tiếp của tao rồi đã thua rồi. Nè bay lên nữa nè. Đá nữa nè. Con này cũng dữ chứ. Đây xuống nữa nè.
nè. Rồi hết chúng xuống rồi. Rồi thôi quay nhiều đó cha vui rồi. Xuống đắp cho vừa rồi kìa. Để nó hồi nó bay lại đá nữa à. Thôi quay nhiều rồi.